Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô mai vàng ha. Mã số đầu tiên là 320 nha quý anh chị. Cây này cụ đế quá trời cụ đế luôn nha quý anh chị. Đó, bự lắm ha. Rồi cái hoành. Hoành sát cụ đế là 30. Sát cụ đế này là 30 nha anh chị. Hào hào cái cũ á. Hào cũ đặt là cũ là 52. Cũ đặt là 52. Chiều cao 93. Đường kính bầu 60, mã số là 320. Cũ rất là to ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 nha anh chị, bao ship tận nhà luôn. Cây rất là đẹp ha, 1.700.000 thôi. Rồi tiếp theo, mã số là 321. Rồi cũ nè chị, hết biết cây cũ nè. Rồi đo sát cô đế rồi đo trên đây cái nữa. Quanh sát cô đế là 31. Quanh sát cô đế là 31. Trên đây là 28.5. Trên đây 28.5. Hào hào cái cũ là 47. 47. Chiều cao 83. Chiều cao 83. Đường kính bầu 52. Đường kính bầu 52. Cây này khá đẹp nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi 321. Cây này giao lưu với chị là 1.800.000 nha, bao ship tặng nhà luôn, 1.800.000. Rồi tiếp theo 322. Ồ cây này nó quắn tùm lum quắn luôn nha chị, rất là quái, cái cũ cũng bự lắm nha. Rồi em đo sát cổ đế nhiều. Quanh sát cổ đế là 26.5. 26.5. Xích trên đây là 27. Ủa 25.5. Đó là 25.5. Hào hào cái cũ là 53. Cũ là 53 luôn, cũ thuần do luôn. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47, mã số là 322 nha anh chị. Rồi cái này để cho cô chú anh chị mình là 1.400.000 nha anh chị, 1.400.000 nha, bao ship, cũ đẹp lắm ha, 1.400.000, mã số 322. Tiếp theo mã số là 323 nha anh chị. Cả bả luôn nè. Quanh sát cô đế là 24. Quanh sát cô đế 24. Quanh e cái này là 23. Quanh đó 23. Cái cũ cái này là 44. Cũ là 44. Chiều cao 74. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45, mã số là 323. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000 thôi, 323, 1.100.000, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo cây này cực, cây này có cái đuôi kìa anh chị, nó tại có cọng rễ nó sẹt ra làm cái đuôi luôn nha, em chưa cắt á. Còn cây cũ này được lắm ha, nó có cái đuôi này ra nè, rất là quái nha. Quanh sát cửa là 33. Đó là 33. Quanh eo là 31.5. Đây 31.5, đây 33. Nguyên cái cũ đặt nó là nhiêu? Cái cũ 49. Cũ 49. Chiều cao 93. Chiều cao nhiêu? 93. Đường kính bầu 54. Đường kính bầu 54. Ồ, cái cũ rất là quái luôn, cây này quái lắm nha chị. À, cây này thì trên đây nó có cái sẹo cỡ ngón tay nè chị ha, để ngón tay vô clip nè ha. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình mà. Rồi cái này 2 triệu chị ơi, bao ship tặng nhà luôn ha, 2 triệu bao ship. Rồi tiếp theo số 325. 325. Quanh đó là 25. Quanh đó 25, cụ đế cũng rất là đẹp ha. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. 325. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000 nha, 325, 1.300.000, bao ship. Rồi tiếp theo 326. Quanh sát cô đế là 28.5. Quanh sát cô đế là 28.5. Xích trên đây là 27. Xích đó là 27. Chiều cao 68. Chiều cao 68. Đường kính bầu 48. Đường kính bầu 48, cây co lắc này lắc đẹp nha chị. Đó, giật lại rất là đẹp. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 nha, 326, 1.700.000, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 327 nha quý anh chị. Quanh sát cô đế là 28. Quanh sát cô đế 28. Trên
25. Trình đó 25. Hào Hào cái cũ rồi. Hào Hào cái cũ là 44. Cũ 44. Chiều cao 90. Đường kính bầu 49. Đường kính bầu 49 nha anh chị. Cây cò lắc ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1,5 triệu nha. Mã số là 327, bao ship luôn. Tiếp theo 328. Củ trà bá. Quan sát của đế là 27. Quan sát của đế 27. Heo chỗ này 25. Heo chỗ đó 25. Cái củ đó là 40. Củ 40. Chiều cao 69. Chiều cao 69. Đường kính bầu 47. Đường kính bầu 47. Củ đế. Chị thấy. Mã số là 328. Rồi cái này giao lưu anh chị mình 1,4 triệu ha, bao ship tặng nhà. 328. Rồi tiếp theo 329. Ồ, cái này cũng dữ lắm nha chị. Quanh sát của đế là 25. Sát của đế 25. Lên đó chút là 23,5. Hào Hào cái cũ 41. Hào Hào cũ 41 ha. Chiều cao 71. Chiều cao 71. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,3 triệu ha. Mã số là 329. Rồi tiếp theo 340. Hoành sát của đế là 26. Hoành sát của đế 26. Xích lên tí là 24,5. Xích lên 24,5. Hảo Hảo cái củ là 47. Hảo Hảo củ 47. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Còn ồ, củ đế đẹp nha chị. Mã số là 340. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 1,5 triệu nha. 340, 1,5 triệu bao ship tặng nhà luôn. Mã số là 340. Rồi tiếp theo, mã số là 341. Quá trời cái bệ luôn nha cô chú anh chị. Cái này nữa mình cắt đây mình chơi dán bài cũng được nè chị. Quanh sát của đế 28. Xích lên 26. Cái cũ là 54. Cũ 54. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 53. Mã số là 341. Rồi cái này để hữu nghị anh chị là 1,7 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn. 1,7 triệu. Mã số là 341. Cây mai này cây rất là to đẹp luôn nha cô chú chị. Đây hết biết ha. À nó xù lên luôn nha anh chị. Đây xù nách hết trơn luôn nha. Cây này xù nách hết trơn luôn. Mã số là 180 nha cô chú anh chị. Ồ ồ nó già ở cây nè. Vàng cây luôn nha anh chị. Quanh 38. Cái cũ cái này là 68. Cũ là 68. Ồ trời cây hết biết nó to nha chị. Chiều cao 83. Đường kính bầu 60. Đó. Cây này là bao đẹp nha anh chị. Đó. Nó xù nước xù lên trên này luôn ha. Mã số 180. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 4,5 triệu nha. Bao ship tặng nhà luôn. Mã số là 180. Rồi tiếp theo mã số là 181 nha cô chú anh chị. Đó. Cây này cốt cành quá đẹp luôn. Nè, chị nhìn coi bệ đế nè. Quá khứ cái bệ ha. Quanh 31. Quanh đây là 31 ha. Hào Hào cái cũ là cái cũ 43. Trời ơi, bệ đế cây này dữ dằn luôn nha chị. Chiều cao 77. Chiều cao 77. Đường kính bầu. Đường kính bầu 55. Đường kính bầu 55. Cây rất là đẹp nha chị. Mã số là 181. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,2 triệu nha, bao ship 3,2 triệu nha chị. Rồi tiếp theo là 182. Đó. Cây rất là khủng nha chị. Rồi câu hoành nha. Hoành em 28. Hào Hào cái củ dưới này. Hào Hào cái củ đây là 49. Củ 49.
cao 87. Đường kính bầu là 41 nha anh chị. Mã số là 182. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,5 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn, 2,5 triệu. Rồi tiếp theo mã số là 183. Đó, 183. Nè cây này á, nè đang nổi xù nách lên nha anh chị. Đó. Nếu mà em đo chỗ này là nhiêu? 35. Rồi đó xin sang cái. Còn đây là 30. Còn đây là 30, đây dưới đây là 35 nha anh chị. Chiều cao 70. Đường kính bầu. 48 nha anh chị. Đó, lên xù luôn nè, nè, nổi xù nách luôn nha anh chị. Cây dài cây lắm ha. Mã số là 183. Rồi cái này giao lưu anh chị 2,2 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn, 183. Rồi tiếp theo mã số là 184. Ồ, hết biết. Cốt cành cây nó bự lắm nghe cô chú anh chị. Rồi, đo ngay chỗ này coi. Đó, hoành là 34. Rồi đo lên đây miếng. Đó, rồi. 31. Này là 34 này, đây trên đây 31 nè. Cái cũ hào hảo là cũ 53. Chiều cao 67. Đường kính bầu 45. Đó, chị thấy cây cực kỳ đẹp nha chị. Đó. Cây này lên xù nha. Cây này đang lên xù, đang lên xù nách. Nè chị coi nè ha, đang lên xù nách. Mã số là 184. Rồi cây này giao lưu chị mình 3,2 triệu ha. Em bao ship tặng nhà luôn, 3,2 triệu, mã số 184. Rồi tiếp theo mã số là 185. Lô này cây đẹp không em chị? Mới về luôn, rất là đẹp luôn. Cây này quá chữ bệ luôn nè. Rồi, rồi sát cái chỗ này xuống ra. Đó, rồi đo lên trên. Mình sát cái này là 4 bạc. Rồi, chỗ này. Quần eo là 34. Chỗ này là 34 rồi ha chị. Cái này nó đo đo là 4 mấy đó, 41 hay không gì đó ha. Chiều cao 1 mét. Chiều cao 1 mét. Đường kính bầu 57. Đường kính bầu 57. Cây mấy cây này già, nó đang lên xuống đất hết trơn chị. Hết biết cái bệ. Nè, chị coi cọng ghế nè, bự bằng bắp tay em rồi, già cây dữ lắm. Mã số là 185. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,5 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn, cây đẹp lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo 186 nha anh chị. Cây bộ đế quá, bộ đế, cây bộ đế quá đế rồi chị. Dạ cây lắm. Quỳnh 26. Quỳnh 26. Chiều cao 67. Chiều cao 67. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41. Mã số là 186. Rồi cây này 1,6 triệu thôi chị ơi, bao ship luôn. 186, bao ship tặng. 188. Ồ, cây này cốt cành chi tay đều gan hết nha cô chú anh chị. Đó. Nè, rồi sẽ cái eo này. Vành chỗ này là 31. Vành chỗ này là 31 nha chị. Rồi đâu cái cũ dưới này là cũ quá trời, cái cũ luôn nè chị. Cái cũ 42. Cũ 42. Đặt luôn. Chiều cao 83. Chiều cao 83. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Ồ, cốt cành đều gan ha. Rồi mã số là 188. Cây này giao luôn chị 2,5 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn. 188. 190. Đó, cây cắt cũng rất là quái ha. Rồi đôi hoành 190. Hoành 26,5. Hoành 26,5. Rồi đôi hảo hảo cái cũ anh. Chưa. Hảo hảo cái cũ là 48. Hảo hảo cũ 48. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 41. Đường kính bầu 41. Cây mã số là 190. Rồi cái này 1,5 triệu luôn chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 191. Ồ, cây này bệ đế chị coi nè, quá khứ bệ luôn ha, già dữ dằn, già luôn chị ơi. Ừ, thằng lắc luôn. Quanh eo là 29. Quanh eo 29 nha, chứ không đo được trong này ha, đôi mày nó bự nữa chị. Rồi hào hào cái cũ đi. Hào hào cái cũ là 50. Cũ là 50. Chiều cao 88.
chiều cao 88. Đường Vĩnh Bầu 47. Đó, chi tay cốt cành đều gan nha anh chị. Chị coi nè. Rồi 191. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,7 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn, 2,7 triệu. Rồi tiếp theo 192. Đó, cây quá trời cây cũng này. Rồi đó quanh. Quanh 28. Quanh là 28. Quá là cắt cao mà cây đào nó cũng có lớn. Chiều cao 76. Chiều cao 76. 76. Đường kính bầu 44. Đường kính bầu 44. Mã số là 192. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu. 1,7 triệu em bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo là 148 nha anh chị. 148. Cây này có tàn bay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, mình sử dụng tàn bay này đẹp lắm ha. À, cũ nè. Rất là già, nó muốn lên xù luôn ha. Cây mã số là 148. Rồi cái này em đo hoành nha. Hoành ở đây là được là 37 nha anh chị. Em đo hạo xuống cái cũ này luôn ha, là 48. Chiều cao của cây này là 92. Cái tàn bay này ra từ đây tới cái bầu là của nó là 1m02. Cây rất là đẹp ha. Nhú trời đang nhú trò hết trơn của chú chị. Mã số là 148. Đây là bao đẹp luôn anh chị ơi. Kiếm cái cành này rất là phê nè. Đó, đế nè đóng nè. Rồi mã số là 148. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,9 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn. Mã số là 148, 2,9 triệu. Rồi tiếp theo mã số là 149. Đó, anh chị coi cái đế nè. Quay lại nhìn cô chị, nhìn cô đế nè. Hết bị cái đế luôn nha cô chú anh chị. Đó, đế này để giữ nha. Hoành của nó là 26 nha anh chị, 26 hoành. Có hào hào cái cũ này dưới này thôi là 42. Đó, đường kính bầu của cây này là 45. Chiều cao là 82. Mã số là 149. Chị coi cái củ rất là đẹp ha. Cây này cái thân nó không được bự hung nhưng mà được cái củ đế. Đó, đang nhú trồi hết rồi. Mã số là 149. Cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là... Rồi em để 1,5 triệu nè chị ơi. Mã số 149, 1,5 triệu, bao ship tặng nhà luôn. 153 nha chú anh chị. Đó, cây đang nhú trồi chơi ha, kéo xèo trên này chơi nè. 153 cũ rất là đẹp nha. Cái này thì em đo cái hoành của nó là 29 hoành đây, 29 hoành nha anh chị. Đó, rồi đo cái cũ. Đo cái cũ, cái cũ của nó là 46. Đó, cũ đặc luôn đó, 46. Chiều cao cây này là 82, đường kính bầu là 40. Mã số 153, cây đẹp nha anh chị. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,9 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn. Cây cũ rất là to, 1,9 triệu. Tiếp theo là mã số 154 nha cô chú anh chị. Cây này muốn xù luôn nè anh chị. Nè, quay lại gần ha. Cây này muốn xù chảy luôn nè, chị coi ha. Xù chảy, xù nách đây luôn nè. Cây này là xù chảy lên nè. Cái này em đo cái hoành nha, chị xem ha. Cái này cái hoành của nó là 29 hoành. Đó, 29 hoành. Chiều cành bay này lên nó của nó là 1m. Đường kính bầu của nó là 42. Mã số là 154. Một cây này mình dựng đứng lên được, còn chơi nhấn bay dựng được nha chị. Đó, cũng hơi lên xù luôn nè. Rồi, cái này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,4 triệu nha, bao ship. Cây này đẹp nha anh chị, lên xù luôn ha. 2,4 triệu, mã số 154. 9 nha anh chị. Cây này cũng tàn bay rất là đẹp ha, đang nhú trò đâm trời luôn nè. Hết biết cái bệ nó dài đẹp cũng cục ha. Nghe anh chị coi cộng đế nè, hết biết cộng đế bằng bự hơn cùng tay em nè, rất là to ha. Mã số 159 nha cô chú anh chị. Này em đo sát như này ha, là 40 hoành nè. Nè đó, là 40 hoành nha anh chị. Làm đo chỗ này ha, tại vì tùy theo mình đo thôi. Đó, còn đo lên trên đây là được 36,5 nè. Đó, 36,5, do đó mấy cây này rất là bự nha anh chị. Chiều cao của cây này là 1m1. Chiều bay từ tầng bay ra là 98. Đường kính bầu là 52. Mã số là 159. Cây khá là đẹp nha.
Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.200.000 nha. Cây đẹp anh chị, 3.200.000, bao ship mã số 159. Dạ, cây này mới làm bộ đế sơ sơ rồi đó nghe anh chị. Đó, cốt cành là đều gan luôn, co rất là lắc ha. Rồi, em đo hoành đi em. Mã số đầu tiên là mã số 81 nha anh chị. Rồi em đo cái hoành chỗ này với em đo cái cũ. Rồi được rồi, em nào cái cũ. 29. 29 hoành. Là em đo tuốt trên này nha anh chị. Cũ 54. Cũ 54. Chiều cao 72. Chiều cao 72. Đường kính bầu 50. Là đo chỗ này, là em đo chỗ này giùm anh ấy, sát cổ đế. Thường thường đó là chỗ này cho anh chị coi ha. Sát cổ đế là mã số là 81 nha anh chị. Đó, cây khá là đẹp nha. Đó, cây này là ok lắm nha anh chị ơi. Mã số 81. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.800.000 ha. Bao ship tặng nhà luôn. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo, mã số là 84. Rồi đo hoành đi. Rồi sát cổ đế coi nha. Rồi sát cổ đế rồi đó chị nè. Sát cổ đế là 39 hoành luôn nha anh chị. Hoành leo 30. Tuốt trên đây là 30, sát cổ đế là 39. Chiều cao 88. Chiều cao 88. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43, nhũ trội chơi nha anh chị. Cây này gá là khủng đó nha. Rồi mã số là 84. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 ha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, mã số 84. Cây khá là to nha anh chị. Theo mã số 86. Cây quá trời khủng luôn ha. Rồi em đo sát cổ đế. Này đo đâu là em báo đó ha. Sát cổ đế là 37. 37 hoành. Rồi đo tuốt trên này. Hoành eo 33. Hoành eo trên này 33 nè, trên này 37 nè. Chiều cao 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Cây cũng khá là khủng nha anh chị. Đó, sát cổ đế, đo sát cổ đế là 37 hoành luôn ha. Cây rất là to nha. Mã số là 86. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 nha, bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi tiếp theo, mã số 93. Cây này cũng cực kỳ quái. Cây này cũng nhú à. À, quấn con keo chỗ nào nhú chỗ đó. Rồi quanh chỗ này là 34. Quanh chỗ này 34. Rồi, đổi xích trên này miếng. Quanh em 29 gửi. Quanh em 29 gửi. Này là 34, đây 29 gửi. Chiều cao 1m02. Chiều cao 1m02. Đường kính bầu 48. Đó, cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã số là 93. Rồi cái này 2.500.000 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Mã số 93. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ như thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú anh chị. Tại vì
nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cho chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao có sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi là mình dán lên vô ha cô chú. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú chị. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây, đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi, em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn vào bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, của chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha.
em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè cô chú anh chị. Đó, này mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nha cô chú anh chị. Đây là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500 g thì em bán giá là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.